Vietnam to sustain economic growth target despite new coronavirus outbreak. And removing the difficulties for the exports of Vietnam's aquaculture products in 2020. Hello and welcome to this edition of BizLine brought to you by VTV International. You're with me, Lina Pham. And as usual, we'll begin our program today by reviewing the economic highlights over the past week. Although the economy is being strongly affected by the acute respiratory infection caused by the new strain of coronavirus, the government has not considered adjusting economic growth targets. This was affirmed by Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc at the first regular government meeting of 2020. Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc reaffirmed that the government can sacrifice part of economic growth to implement measures to combat the outbreak of the novel coronavirus in order to protect the health and lives of the people. However, the impact of this epidemic will directly affect exports, tourism, aviation, oil and gas, and agriculture, both in the short and long term. The government members agreed with the Prime Minister to not adjust targets of economic growth and exports at the moment and find solutions to remove barriers for each sector. Chưa đặt vấn đề là điều chỉnh tăng trưởng đối với năm 2020. Đó là quyết tâm hành vi chính trị của chúng ta. Chúng ta đã thành lập các đội phản ứng nhanh để chống virus corona, thì chúng ta cũng phải nhiều đội phản ứng nhanh về kinh tế, về tài chính, về sản xuất để bù đắp lại cái sự giảm sút về kinh tế ở nước ta do dịch bệnh virus corona gây ra. The government members agreed that the government should consider solutions to promote tourism and accelerate the disbursement of public investment and official development assistance. If the disbursement is implemented well, the losses caused by the epidemic will be mitigated. Prime Minister Nguyễn Xuân Phúc asked the Ministry of Planning and Investment to continue to finalize scenarios for economic growth. He also asked ministries, localities, businesses and investors to proactively seek new markets and place trust in government solutions to continue their business operation. Striving for 2030, the production value of Vietnam's supporting industry will account for about 14% of the production value of the entire industry. This target was proposed by Deputy Prime Minister Nguyễn Đình Huệ at a consulting meeting for enterprises in the support industry held on Tuesday. In order to realize this goal, the Deputy Prime Minister asked the ministries to continue reforming the business investment environment, orient supporting industry development for some major industries, allocate sufficient funds to implement programs, and support businesses to access technology innovation. At the same time, the State Bank should develop more preferential credit packages to help support develop the domestic support industry. The automobile market is expected to boom this year as the government mulls a number of favorable policies to help reduce costs, improve demand, and increase output. Last November, a special consumption tax policy was proposed by the Ministry of Finance to reduce or waive the tax on domestically made car components, which can help reduce costs. A proposal to increase the tax on certain types of vehicles was made last year, which is expected to increase the prices of imported cars in the group. The Ministry of Industry and Trade, or MOIT, has also proposed other policies, such as the lower corporate income tax for the auto industry and its supporting industries. According to the report of the Foreign Investment Agency, the Ministry of Planning and Investment, in January, foreign direct investment, or FDI, in Vietnam was the highest in recent years. As of January the 20th, the total FDI capital reached $5.3 billion, increasing by 179% over the same period in 2019. Notably, in January, the manufacturing and distribution sector of electricity, gas, water, and air conditioners was granted the largest foreign investment license, with a registered capital of $4.46 billion, accounting for nearly 90% of the total newly registered capital.
According to the General Statistics Office, or GSO, the export turnover in January is estimated at $19 billion, down 14.3% year-on-year, and imports down 11.3% to $19.1 billion. The domestic economic sector decreased by over 11%, and the foreign invested sector decreased by nearly 16%. The U.S. continues to be Vietnam's biggest export market, with a turnover of $4.8 billion, down 7.6% year-on-year, followed by China, the EU, ASEAN, and Japan. According to the Dragon Fruit Association of Long An Province, more than 1,000 tons of dragon fruit in the province were exported by sea. This is a good sign for businesses and growers, as tons of dragon fruit exported through cross-border trading are now stuck. Compared to cross-border trading, exporting dragon fruits by sea is riskier, as the shipping time is longer, which reduces its quality. However, this is now the only solution for exporting a large number of dragon fruits. According to Vietnam Association of Seafood Exporters and Producers, seafood export turnover in 2019 reached over $8.6 billion, decreased by 2.3% compared to 2018. It can be said that 2019 is a difficult year for Vietnam's seafood industry. The shrimp farming encountered competing materials from other countries, and the trawfish faced a crisis of oversupply of raw materials from the domestic market. On the other hand, Vietnam received a yellow card status from the European Commission for its fishing activities was also a challenge. Before moving to our crosstalk, let's take a look at the overall Vietnam seafood export activities in 2019. In 2019, the country's seafood export reached over $8.6 billion, down 2.3% compared to 2018. Among key products, only tuna maintained positive growth of nearly 10.2%, while other products all decreased, including shrimp, pangasius, and cuttlefish and octopus. Pangasius export in 2019 is estimated at nearly $2 billion, down 11.7% compared to 2018, mainly due to the oversupply in 2018 and early 2019. In the first half of 2019, the production of shrimp increased, while the supply of shrimp from other countries is also high, resulting in lower prices. In August 2019, the U.S. announced the final results of the 13th Administrative Review of Anti-Dumping Taxes on Vietnam's shrimp exported to the U.S., which resulted in 31 enterprises enjoying a 0% tax rate. That is considered a good news for Vietnamese shrimp businesses. Following export growth in the past 3 years, Vietnam's tuna export value in 2019 increased by 10.2% year-on-year, reaching over $719 million. However, tuna export to major markets in the late months of the year either slowed down or decreased. It was driven by the lower price of tuna in the world market. Most notably, export of other types of fish and marine products increased by 15%, is making up for the decrease in turnover of shrimps, pangasius, cuttlefish and octopus. We have invited to our studio today Dr. Nguyễn Hữu Dũng, Chairman of the Vietnam Sea Culture Association, to discuss the challenges of Vietnam's seafood export industry, as well as how to overcome these challenges to improve export turnover in 2020. Rất cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình Bizline của chúng tôi ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn chị. Theo số liệu mà chúng ta vừa mới cập nhật thì được biết là kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong năm 2019 đạt 8,6 tỷ đô la Mỹ và có một sự sụt giảm, đó là 2,3% so với năm 2018. Vậy ông có nhận định gì về số liệu này ạ? Thực ra nói chính xác thì xuất khẩu thủy sản nó giảm khoảng 2,5% so với năm 2018. Thì cái lý do chính là
Mặc dù chúng ta xuất khẩu đến 164 thị trường trên thế giới, nhưng những thị trường chính là ba thị trường Mỹ, EU và Nhật Bản, thì hai thị trường chính là Mỹ và EU đều giảm. Mỹ thì giảm rất lớn, là giảm 9,2%, và EU còn giảm lớn hơn là 11,3% so với năm 2018. Một số thị trường tăng như là Nhật Bản hay là Trung Quốc và Hàn Quốc, nhưng cái sự tăng này nó không đủ bù lại cái sự sụt giảm. Thì phải nói là cái việc tăng giảm trong xuất khẩu nó là chuyện bình thường. Tuy nhiên năm 2019 vừa rồi nó có những cái khó khăn như chị đã nói, và tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải và chắc chắn là sẽ tìm được giải pháp để vượt qua những khó khăn đó. Thì năm 2019 thì những đối thủ cạnh tranh của chúng ta về tôm, thí dụ như Ecuador hay Ấn Độ, họ tăng cái sản lượng rất nhiều. Trong khi đó thì cái tôm của Việt Nam lại về nguyên liệu lại bị sụt giảm. Cho nên là chúng ta không có đạt cái chỉ tiêu về xuất khẩu tôm, mặc dù kỳ vọng của chính phủ đối với mặt hàng tôm là rất lớn. Nguyên nhân sụt giảm về nguyên liệu đối với cả mặt hàng tôm là do vì sao? Có hai nguyên nhân. Tôm chúng ta là vừa sản xuất trong nước, vừa nhập khẩu từ các nước khác. Thì cái việc nhập khẩu nó cũng có những khó khăn trong năm 19. Và do vậy cái sản lượng tôm nhập khẩu, vì khi các nước mà tăng cái hàm lượng chế biến ấy, thì họ có thể xuất khẩu nhiều hơn trực tiếp và không cần phải thông qua một nước thứ ba như Việt Nam để mà chế biến. Cái mặt hàng cá tra thì khác. Mặt hàng cá tra thì chúng ta trong cái xuất khẩu thì chúng ta vướng phải một cái, đó là cái chuyện cái kiểm tra điều kiện của Mỹ. Kết quả của năm 2019 nó cũng có một cái rất là hay, tức là vượt qua cái đó thì chúng ta đã đạt hai cái. Một là cái vụ kiện tôm của Mỹ, là hồi tháng 9 thì Mỹ đã kết luận là 31 doanh nghiệp Việt Nam là thuế suất bằng không. Và như vậy là một năm trước mắt, tức là năm sắp đến, năm nay này, năm 2020, chúng ta có thuế suất của cái doanh nghiệp lớn là bằng không cả. Cái đấy rất thuận lợi. Về cá tra thì chúng ta đạt được một cái, tức là cái chuyện là Mỹ công nhận cái điều kiện tương đương của Việt Nam, tương đương ở ba cấp: luật lệ, cơ quan kiểm soát và cái năng lực sản xuất, tức là doanh nghiệp và trại nuôi. Thế thì chúng ta tương đương hoàn toàn với điều kiện của Mỹ, có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có xuất khẩu sang tất cả các nước khác. In this Pangasius farm in Tân Thuận Đông, Thái Nguyên, millions of fishes are raised according to BAP standards, the best aquaculture practices of the Global Aquaculture Alliance. In total, Vietnamese Pangasius have to meet 306 criteria. Tiêu chuẩn BAP thì chủ yếu tập trung vào an toàn thực phẩm, vấn đề về môi trường cũng như là truy xuất nguồn gốc. In Châu Phú District, An Giang Province, a 600 hectare high-tech farming area is being completed to provide the market with 250,000 tons of pangasius each year. $172.4 million has been invested here for full automation. Only 100 workers are requested instead of 1,200. Tự động hóa và cái công nghệ cao thì nó đưa cái giá thành con cá này xuống tối đa, do chúng ta không sử dụng nhiều công nhân. Nó giống như cá hồi của Na Uy ấy, là premium fillet, tức là miếng fillet chất lượng cao. Và đây có từ nghiên cứu về dinh dưỡng, nghiên cứu quá trình nuôi, nghiên cứu quá trình đánh bắt. More than 5,400 hectares of pangasius farms across the country have been provided with traceability code. However, to bring the fish price and quality to a new height, production needs to be reduced. Trong thời gian tới đây thì những cái thị trường xuất khẩu chủ lực của thủy hải sản Việt Nam như ông vừa nói là Mỹ, EU và Nhật Bản sẽ có những thay đổi gì? Và điều đó sẽ tác động đến cái xuất khẩu thủy sản của ta như thế nào? Cái xu thế chung của thế giới nó là bên cạnh cái an toàn thực phẩm phải kiểm soát tốt ấy, thì người ta đưa thêm những cái yếu tố khác vào. Tôi nói thí dụ như vấn đề trách nhiệm đối với môi trường, vấn đề trách nhiệm đối với xã hội của các doanh nghiệp, và vấn đề về bảo đảm cho cái tính bền vững của cái quá trình sản xuất. Thì trong đó có nhiều, rất nhiều cái điều kiện mà ta đưa ra thêm. Thí dụ như là vấn đề xuất xứ hàng hóa, vấn đề cái ngoài cái traceability là xuất xứ ấy, thì nó còn có authenticity, tức là cái độ chuẩn xác của cái hàng hóa. Thí dụ như là cái việc mà đánh tráo hàng của nước này sang nước khác trong thời gian gần đây nó xảy ra rất là phổ biến trên thế giới. Những cái yêu cầu như thế của quốc tế là cái điều mà chúng ta phải
chủ động hiểu và thực hiện thì để bảo đảm cái chuyện là chúng ta có thể xuất khẩu một cách bình thường, và những yêu cầu đó nó ngày càng tăng lên. Cái vấn đề chúng ta, vấn đề không phải phát triển thị trường, mà chúng ta đứng chân trên thị trường đó. Không phải là anh cứ xuất một lô hàng này coi như xuất được sang thị trường mới. Vấn đề là đứng chân lâu dài trên thị trường đó với cái thế mạnh mà ngày càng expand ra, ngày càng mở rộng ra. Thì cái điều đó nó phụ thuộc không phải vào cái chỗ đặt chân lên thị trường, mà cái chỗ là chất lượng và khả năng cạnh tranh của sản phẩm của anh. Để thay đổi chính mình thì cũng là cách mà nâng cao năng lực cạnh tranh. Vậy thì ông có nhận xét như thế nào về năng lực cạnh tranh của Việt Nam trong việc xuất khẩu thủy sản đối với các nước khác, ví dụ như là Ấn Độ, Trung Quốc hay là Ecuador? Cái năng lực cạnh tranh nó phải so sánh trên từng mặt hàng cụ thể. Thí dụ đối với tôm, thì tôm của chúng ta phải nói là so với các nước khác như là Ấn Độ hay Ecuador chẳng hạn ấy, thì việc nuôi tôm Việt Nam là khó khăn hơn, và giá thành của chúng ta, giá thành nuôi ấy, là nó cao hơn các nước khác. Khó khăn là do điều kiện môi trường hay là do... Trước hết là do chi phí. Điều kiện môi trường cũng là một cái. Những cái diện tích nuôi tôm của chúng ta thì do cái cách nuôi của chúng ta đã làm cho môi trường mình thoái hóa đi rất nhiều, rất nhanh, và rất nhiều vùng nuôi tôm là hiện nay không thể nuôi được, tiếp tục nuôi với mật độ cao như thế. Và cái mà đáng nói đây tức là cái chi phí nuôi tôm. Thì trong chi phí nuôi tôm thì thức ăn nuôi tôm đóng vai trò hết sức quan trọng. Thì phải nói là gần như 100% cái thức ăn nuôi tôm của Việt Nam ấy là do các doanh nghiệp nước ngoài sản xuất, và hoặc là sản xuất trong nước hoặc là nhập khẩu. Và chính điều đó nó khiến cho giá thành nuôi tôm Việt Nam cao hơn nhiều so với của Ấn Độ và của Ecuador. Chúng ta cao hơn một đô một cân so với các nước khác. Và cái đó đối với tôm nó là một cái mức chênh lệch rất kinh khủng. Cũng chính vì thế mà chúng ta mới nhập khẩu được tôm từ các nước khác để mà chúng ta chế biến. Cái thế mạnh Việt Nam là cái thế mạnh về chế biến và uy tín thị trường. Thế nhưng mà cái phần sức cạnh tranh về mặt chi phí về nuôi tôm chẳng hạn là chúng ta thấp hơn họ. Ngược lại thì cá tra thì chúng ta là cái mặt hàng mà Việt Nam xưa nay vẫn tự hào là nước mà đi đầu, và thực sự là chúng ta đã đi đầu. Có những năm mà 99% cái cá tra xuất khẩu trên thế giới là của Việt Nam, nhưng bây giờ cái thế mạnh đó nó đang giảm dần đi. Cái mà chúng ta yếu ở đây chính là cái mà sản xuất nguyên liệu hải sản. Thì cái hải sản khai thác của chúng ta đấy, càng ngày cái sản lượng và cái chất lượng của hải sản mà từ khai thác nó càng giảm đi, do cái nguồn lợi và do cái cung cách khai thác và cái cung cách quản lý của chúng ta là chưa đạt đến cái trình độ mà để bảo đảm cái sản xuất nó bền vững. Bùi Thanh Ninh is the director of one of the major offshore fishing firms in Bình Định province. His firm has been a pioneer in managing their fishing vessels. The fishermen here understand that in order to make a profit, they need to comply with regulations. Nói chung là tôi bất cứ tôi ở chỗ nào tôi biết là tôi hoạt động ở tàu đồ máy, chức nào ở tàu đồ máy tôi hoạt động trong bộ. The compartments full of tuna are the clearest examples of the efforts. According to the Vietnam People's Navy, in South Central Coastal Provinces, the fishermen are now fully aware of their fishing grounds, rescue work and locations of the docks on the Spratly Islands. Qua các chuyến khảo sát vừa rồi, thì cái điều đáng mừng nhất là cái sự nhận thức của bà con ngư dân về các quy định của pháp luật để được nâng lên một bước rõ rệt. Hầu hết là tất cả mọi người đều mong thời gian tới sẽ sớm tháo gỡ được cái thẻ vàng của Ban châu Âu. In the latest session of the National Steering Committee on Illegal, Unreported and Unregulated Fishing Prevention and Control, the government has requested ministries and localities to control fishing activities and handle violations more strictly to maintain the sustainable harvesting of living aquatic resources. Cái sự sụt giảm của xuất khẩu thủy hải sản của Việt Nam là do thẻ vàng EU, mà như ông cũng nói là có những cái vấn đề IUU. Vậy thì chúng ta có thể làm những cái gì để khắc phục tình trạng này và hướng tới một cái năm 2020 có kết quả khả quan và tươi sáng hơn ạ? Thẻ vàng
mà chúng ta vướng phải đối với sản phẩm hải sản khai thác là vì chúng ta IUU như vậy là có 3 yếu tố, tức là không hợp pháp này, không báo cáo này và không theo quy định, thì cái điều đó chúng ta kiểm soát chưa được tốt. Có lẽ là chúng ta chưa thể rút được cái thẻ vàng của EU, chưa nói là chúng ta có thể bị người ta đánh giá ở cái mức mà thấp hơn nữa, tức là thẻ đỏ, do chúng ta chưa kiểm soát được tốt cái quá trình khai thác. Cái việc khai thác, thí dụ như là cái đội tàu khai thác chúng ta đã tăng cường kiểm soát để các tàu của chúng ta không đánh cá ra, không xâm phạm những vùng biển của nước khác, mà cái điều đấy là điều EU là yêu cầu cao nhất, thì cái đó mặt đó chúng ta kiểm soát tương đối tốt. Tuy nhiên là cái thao tác về mặt khai thác thì chúng ta như dân chưa theo được đầy đủ, thực hiện đầy đủ những quy định của nhà nước, của pháp luật, cũng như là cái việc cập bến cái sản phẩm đó chúng ta chưa định vị được rõ ràng. Tôi nói thực là cái hệ thống cảng cá chúng ta, mặc dù là các cảng cá rất phát triển, nhưng hệ thống kiểm soát về sản lượng khai thác ở từng cảng cá, bến cá là đang còn rất yếu. Chúng ta về mặt kiểm soát, chúng ta cũng chưa kiểm soát được chặt chẽ là cái tàu đó, nhật ký người ta ghi như vậy, nhưng thực chất là họ có đánh đúng như cái vùng mà họ ghi trong nhật ký không, thì cái đó nó phụ thuộc vào cái máy mà định vị mà được lắp trên tàu. Thì nhiều tàu khai thác chúng ta chưa lắp được thiết bị định vị đấy, và chưa, thậm chí là lắp rồi cũng không mở ra để mà khỏi bị kiểm soát. Thì những cái quy định đó của EU mà trở thành cái yêu cầu của quốc tế trong cái việc mà bảo vệ cái biển, cái nguồn lợi của biển, cho nên chúng ta phải cố gắng mà bằng mọi cách để thực hiện những quy định đó. Vậy thì ông có thể nói rõ hơn một chút về những cái bài học từ các cái quốc gia bên cạnh láng giềng của chúng ta mà mình có thể áp dụng được đối với Việt Nam không ạ? Tôi chỉ nói riêng ngành thủy sản thôi, thì Indonesia đã có thời người ta đưa cái ngành thủy sản vào cái Bộ Nông nghiệp như một cái tổng cục ở trong Bộ Nông nghiệp, nhưng sau đó thì họ thành lập cái bộ Ministry of Marine Affairs and Fisheries, tức là MMAF, và cái bộ đó thì có đủ năng lực để quản lý cái đội tàu khai thác của họ. Mà đội tàu khai thác của Ấn Độ thì như chỉ biết là rất lớn, cũng không kém gì chúng ta đâu. Thế nhưng mà họ không bị thẻ vàng, vì họ kiểm soát rất tốt cái vùng biển của họ và cái hoạt động của đội tàu ở trên vùng biển đó, cũng như là tại các cảng. This one of the major seafood processing and exporting enterprises of Phú Yên province, with sales of about $10 million per year. The company invested millions of dollars to build a modern cold storage system, production line, and a liquid refrigerant system. This helped open up prospects for exporting tuna to fastidious market. Cái hiệu quả mang lại là nó tiết kiệm điện năng rất là tốt. Hồi trước 10 kg điện, bây giờ tốn còn 3 kg. Cái thứ hai nữa là thời gian cấp đông rất là nhanh. Sản phẩm mà sau khi đã đông dùng tốt hơn là cái hệ thống băng truyền IQF nữa. Nó mang lại giá trị tốt hơn, nâng cao được cái năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. And this is the tuna production line at Bình Minh Company in An Ninh Đông Commune, Tuy An District. In the past, the fish fillet cutting, skinning or boning process required 10 workers. Now it only requires 4 to operate the machine. As a result, production time is shortened, while productivity and quality of tuna have increased. From the efficiency of technological investment, this company is reinvesting in offshore fishing fleets to obtain stable amount of raw materials. Hiện tại của công ty đầu tư cho 35 chiếc thuyền để đi đánh bắt xa bờ, để hỗ trợ cho người dân là dầu với lại đá để người ta bảo quản cá trên tàu. Khuyến khích cho người dân nếu mà tàu nào mà vô đánh bắt vô mà cá đạt chất lượng tốt thì thưởng cho tàu đó, hướng dẫn thêm được cách để bảo quản cá cho tốt. The results have shown that investing in and upgrading machinery for processing aquatic products not only increase productivity and quality, but also help businesses affirm their brand and improve their competitiveness in fastidious markets. Với tất cả những cái nhu cầu đặt ra mà chúng ta cần phải giải quyết, nếu như chúng ta đáp ứng được, thì ông có dự đoán như thế nào về triển vọng của xuất khẩu thủy hải sản của Việt Nam trong năm 2020? Tôi tin, và lòng tin nó rất cơ sở, là với cái năng lực của ngành thủy sản, với sự nỗ lực của các doanh nghiệp, của những người nuôi, những nhà khai thác và của các cơ quan quản lý nhà nước, thì năm 2020
chúng ta sẽ khắc phục được cái đà giảm của thủy sản như năm 19. Cái độ tăng thì bây giờ rất khó để mà xác định, nhưng mà ít nhất là chúng quay về mức của năm 18. Nếu không nói là có thể tăng cao hơn, nếu như chúng ta làm được những điều như tôi vừa nói. Cái đau đáu của tôi là chúng ta đã khai thác gần như cạn kiệt cái nguồn tài nguyên đất, thì bây giờ là cái thế kỷ 21 này là cái lúc mà chúng ta phải cùng với thế giới bước chân ra biển, bước chân ra một cách vững chãi, một cách là đi theo cái đường công nghiệp hóa để chúng ta khai thác cái biển, khai thác và canh tác cái biển. Canh tác bao gồm cả cái việc nuôi và trồng. Nuôi và trồng ở biển thay vì trên đất liền là cái mà chúng giúp chúng ta sẽ đạt đến một sức mạnh mà tôi nghĩ là sức mạnh có thể ví như phù đồng, để chúng ta tiến vào thế kỷ 21 một cách vững chãi, đàng hoàng. Và kinh tế biển, đúng như quyết 36 đã nói, sẽ là cái khâu đột phá cho cái đất nước mình nếu chúng ta tiến ra biển một cách đúng hướng, một cách đàng hoàng, một cách bài bản. Thì cái đó cần có cái sự chung sức của không những là của toàn bộ cái cộng đồng doanh nghiệp, mà trước hết là của các cơ quan quản lý nhà nước và của toàn bộ xã hội. Rất cảm ơn ông vì những chia sẻ ngày hôm nay. According to experts, in 2020, output of fisheries products is expected to reach 8.2 million metric tons, an increase of 0.6% compared with 2019. In order to achieve positive growth, the fisheries sector needs to address some shortcomings, such as fishing port infrastructure, processing facilities, and logistics services. On the other hand, the lifting of the yellow card status over illegal, unreported, and unregulated fishing is very important to raise Vietnam's reputation in the seafood export industry. And that has wrapped up this edition of Bizline. Thank you very much for watching. To rewatch our program, you can log on to our website at vtv4.vtv.vn or tune in our YouTube channel at youtube.com/vtv4go. Thanks for watching and goodbye for now.